Các món ăn đặc sản của địa phương thuộc các top được công bố giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Vietkings, Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu, Vietwatch, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam và thông báo đến địa phương. Việc các món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng vào top 100 sẽ là điểm nhấn để các địa phương quảng bá về ẩm thực và thu hút khách du lịch. Các món súp lươn, bánh mì và bánh mứt Vinh, đặc sản dút Thanh Chương và nước mắm Cửa Lò đều là những món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng của Nghệ An từ nhiều năm nay.